Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và kênh trực tiếp giữa U16 Việt Nam gặp U16 Indonesia trong khuôn khổ vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia. Như vậy là Indonesia là đội chủ nhà nha quý vị, và lượt trận này là lượt trận quyết định để mà có cái tấm vé vào bán kết, coi cái tấm vé có chắc chắn là vào bán kết hay không. Nếu như mà đội nào như Nhật Bản thì đội đó sẽ là chắc chắn vào với lại là bán kết, còn cái đội mà nhì bảng thì phải chờ hai bảng kia để mà quyết định, vì là chỉ lựa chọn đội Nhật Bản và đội nhì bảng thì lựa chọn có một đội là có thành tích cao nhất thôi là sẽ vào được bán kết. Cho nên hiện tại bây giờ thì U16 Việt Nam của chúng ta đang còn xếp sau Indonesia do là bằng điểm, nhưng mà do là thua và hiệu số bàn thắng bằng thua. Không ngờ Indonesia họ lại thắng cái trận lượt trận thứ hai tới 9-0, họ đã vượt qua cái chỉ số bàn thắng bằng thua với chúng ta. Lúc này cái tại bảng A thì U16 Việt Nam của chúng ta bắt buộc phải giành chiến thắng trước U16 Indonesia để mà có thể có cái tấm vé, chắc chắn có cái tấm vé đi tiếp, vì lúc đó là chúng ta nhất bản. Còn nếu mà chúng ta hòa với Indonesia thì Indonesia sẽ chắc chắn có tấm vé vào, và chúng ta phải chờ hai bảng còn lại coi Việt Nam của chúng ta có thành tích tốt nhất hay không nha quý vị. Đó, theo quy định của giải đấu thì chỉ có 3 đội đứng đầu A, B, C và cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết. Tất nhiên để tránh đêm dài lắm mộng thì mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn là giành được cái chiến thắng và trực tiếp có cái tấm vé vào với lại là bán kết, qua đó vươn lên đứng đầu bảng A chung cuộc. Nhờ vậy thì U16 Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt trong cái vòng sau, thay vì phải chấp nhận là chờ đợi cái kết quả của hai bảng còn lại. Bên cạnh đó, việc đánh bại Indonesia sẽ tiếp thêm động lực và cùng niềm tin để những như là Công Phương, Long Vũ, Đức Thiện vân vân tự tin hướng đến trận cuối cùng của vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022. Liên quan đến lực lượng thì U16 Việt Nam đón tin rất là vui khi hai trụ cột đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu này gặp U16 Indonesia. Hai cầu thủ chạy cánh là Vi Đình Thường đã có thể tham gia tập luyện bình thường cùng toàn đội. Trước đó thì Đình Thường đã dính chấn thương cổ chân khi so tài với lại là U16 Singapore ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên sau quá trình tập luyện phục hồi thì cầu thủ này đã sẵn sàng tái xuất trong cái trận quyết đấu với lại là đội chủ nhà Indonesia, một gương mặt khác đầy hứa hẹn sẽ trở lại trong đội hình xuất phát của U16 Việt Nam là trung vệ Nguyễn Hữu Trọng, do phải nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận U16 Việt Nam thắng U16 Singapore với tỷ số là 5-1 nên Hữu Trọng vắng mặt ở trận đấu kế tiếp khi đối đầu với lại là U16 Philippines. Ngoài ra, toàn đội U16 Việt Nam cũng đã có kết quả âm tính với xét nghiệm Covid-19. Điều đó có nghĩa rằng là U16 Việt Nam chúng ta có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để sẵn sàng bước vào cái trận quyết đấu với lại là đội chủ nhà Indonesia. Bất lợi với lại là U16 Việt Nam có lẽ là phải thi đấu khung giờ và rất là tối, đó chính là 20 giờ đêm. Thực tế xuyên suốt một tuần lễ vừa qua thì hai trận đấu vừa qua thì U16 Việt Nam thường xuyên ra sân trong điều kiện giờ trưa hoặc giờ chiều, ánh sáng tự nhiên, do vậy thì phải đá khi mặt đèn vào trời tối sẽ là một cái bất lợi cho U16 Việt Nam. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phân tích cho tất cả quý vị và các bạn U16 Indonesia họ nguy hiểm như thế nào nha. Liên quan đến U16 Indonesia, đội bóng này đã ghi 11 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào sau hai lượt trận vừa qua. Chủ nhà của giải đấu cũng vừa đón chào sự trở lại của thủ môn Ibrahim sau khi khỏi bệnh thủy đậu. Ngoài ra thì đội bóng trẻ xứ vạn đảo cũng có đầy đủ những trụ cột mạnh nhất để mà so tài với lại là U16 Việt Nam trong tối đêm nay. Vừa trên hai trận đấu đã qua thì U16 Indonesia vận hành sơ đồ là 4-1-4-1 với khả năng gây sức ép rất là tốt tới khung thành của đối phương ở giữa sân. Đội bóng này được đánh giá là tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện đề ra, họ giữ cự ly đội hình rất là tốt và cùng đó thì triển khai những pha tấn công biên linh hoạt. Xét về mặt cá nhân thì U16 Indonesia đang có một số gương mặt nổi bật chơi tự tin như trung vệ là Ivan vân vân, những cái cầu thủ rất là
tự tin. Đây sẽ là những cái gương mặt mà U16 Việt Nam của chúng ta cần chú ý và dè chừng trong cả tấn công lẫn phòng ngự đó. Và bây giờ thì KITV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái phong độ gần nhất của U16 Việt Nam và U16 Indonesia như sau. Ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì Indonesia đã hòa với lại là Việt Nam với tỷ số là 0-0. Ngày 16 tháng 9 năm 2022 thì Philippines đã thắng thua Indonesia với tỷ số là 4-0. Ngày 18 tháng 9 năm 2019 thì Indonesia đã thắng một cái quần đảo Mariana với tỷ số là 15-0. Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Brunei đã thua Indonesia với tỷ số là 8-0. Ngày 22 tháng 9 năm 2019 thì Indonesia đã hòa với Trung Quốc với tỷ số là 0-0. Và bây giờ thì thành tích gần đây của Việt Nam như sau. Ngày 6 tháng 8 năm 2022 thì Indonesia sẽ gặp Việt Nam vào lúc 12 giờ, tức là tối hôm nay. Ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì Indonesia đã hòa Việt Nam với tỷ số là 0-0. Ngày 27 tháng 7 năm 2019 thì Việt Nam đã thua Indonesia với tỷ số là 2-0. Ngày 24 tháng 9 năm 2018 thì Indonesia đã hòa với Việt Nam với tỷ số là 1-0. Ngày 2 tháng 8 năm 2018 Việt Nam đã để thua Indonesia với tỷ số là 2-4. Ngày 25 tháng 9 năm 2013 thì Indonesia đã để thua Việt Nam với tỷ số là 1-2. Đó chính là kết quả gần nhất của U16 Việt Nam của chúng ta gặp Indonesia, cũng như là những phong độ gần nhất của cả hai đội. Và bây giờ thì KITV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái đội hình dự kiến tối hôm nay như sau. Đình Hải, Hữu Trọng, Trung Hiếu, Tuấn Khải, Long Vũ, Công Phương, Văn Thuận, Đình Thượng, Đức Thiện, Hoài Sơn, Xuân Toàn. Và bây giờ cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.